Tất cả các bạn thì cái con web này mình đã từng giới thiệu rồi nhưng mình đánh giá hơi sai một chút về web này bởi vì thực ra là nó cũng không phải là hấp dẫn lắm đâm ra mình cũng không quá để ý nhưng mà có quá nhiều bạn đang vào ở trên web này và các bạn ấy bảo là mình lên theo ờ thì ok mình sẽ theo để cùng đồng hành với các bạn để xem web như nào tại sao nó lại không hấp dẫn bởi vì bên ngoài thì ghi là min 15 đô nhưng mà vào bên trong thì nó không phải vậy nhưng mà tí nữa mình sẽ đầu tư cho các bạn xem ở đây web chạy 57 ngày rồi khá là lâu À, thêm nữa rằng là đây các bạn thấy có quá nhiều người Việt Nam như này thì các bạn ấy muốn mình cùng thu trang rồi ôi ông rút một nghìn đô vãi trưởng trang ơi em là ai giờ nhìn em như thế này anh đã biết là em rất là xinh rồi trời ơi thu trang 850 đô ôi nhìn qua thấy là biết em trang này quá xinh luôn á trời ơi sao trên đời lại có người xinh như vậy nhỉ ôi ở đây là một nghìn tám trăm đô ở bên này em còn vào được nữa không Trời chắc là không biết em không không thấy em vào chỉ thấy em ra thôi trời ơi em ra nhiều quá dã man quá ok <laughs> vấn đề là nó là nó đã chạy 57 ngày rồi và vẫn đang thanh toán bình thường các bạn ở vào đây này các bạn thể nhìn thấy dễ dàng là những người ít nhất phải là 25 đô vì nó là min thêm nữa các bạn sẽ dàng thấy hàng nghìn đô được đổ tiền vào đây và người Việt Nam đang xâm chiếm cái này rất là lớn à, cái điều của cái này này <laughs> Referent của nó ấy, thì nó được nói là hai phần trăm khá là ít để đâm ra tính, uh, nó nói có lúc là, là 5 phần trăm hay hai phần trăm Nói chung là cái referent của thằng này nó khá là ít nó cực kỳ ít luôn đâm ra chính vì cái referent ít như vậy uh, khiến cho con quét này nó tồn tại lâu nếu như referent mà quá cao thì ở khoảng này 10% thì con này nó không mình nghĩ là rất là khó sống. phần à, trăm này gọi là khuyến khích thôi chứ gọi là muối bỏ biển thôi chứ còn nó không đáng gì cả ở cái trăm này. À, thành thử ra quét nó sống lâu như vậy thì mình cũng kỳ vọng là như vậy. Thực ra kỳ vọng là 57 ngày như vậy thế này thôi thì trong lịch sử rất có quét nào ít quét nào nó chạy được đến 100 ngày à, ít lắm, hiếm đối với một con quét như này thì mình nghĩ rằng là 60 ngày là ấy rồi đến tầm này là chắc là đang tầm tận diệt thôi <laughs> không sao nhưng mà vì sao thì các bạn có thể thử một vòng không vấn đề gì cả 60 ngày sáu uh, 65 hay là 70 ngày thì cũng có thể là xảy ra trên con quét này vì bản chất thì tất cả mọi người đều có lãi cả rồi ví dụ như bạn cứ tính bạn này bạn vào nghìn đô thì xong xong xuôi các bạn ấy cứ đánh dần ở 25 đô cho đến lúc nó chết thì bạn ấy vẫn chiến thắng là một con người chiến thắng Ok, thì đối với con quét này thì mình chỉ thấy vậy thôi Các bạn có thể vào luôn bây giờ vòng cũng được Vì hiện tại nó đang rút tiền rất là nhanh Đầu tư cũng rất là nhanh để mình đầu tư cho các bạn xem Cái tráng của con quét này này Ngoài thì ghi 25, uh, 15 đô Nhưng mà vào min đầu tư ít nhất của bạn phải là 25 đô Đây các bạn chọn này uh, Lợi nhuận thì nó có ghi này là 1.25 Nhưng thực ra nó không phải là như vậy Khi tấn công vào nó lại là khác Với 20% daily Có nghĩa là đây mình sẽ tính cho các bạn 25 nhân với 25 nhân 0.2. Chúng ta sẽ có 5 đô. Có nghĩa là bạn vào 25% thì à, vào 25 đô thì sau 1 ngày các bạn sẽ nhận lại được 30 đô, rất cao. Tương đối là cao, cao hơn là so với con quét à, nổi tiếng của chúng ta à, cái con à, ở đâu nhỉ? Con này. Con này thì khi mà các bạn vào khoảng độ 20 đô thì ngày mai các bạn sẽ nhận được 24 đô thôi. Uh, cũng là 20 phần trăm nhưng mà cái thằng này thì nếu như đẩy 25 đô lên uh, mọi thứ thì nó lại đẹp hơn thằng này thằng này thì nó chạy <laughs> thằng này thì nó nhìn nó đẹp hơn ra thành thử ra là được nhiều người lựa chọn hơn hai, 20 20 hai, 20 đô à 20 phần trăm nhưng mà hơn thằng kia thằng kia nó thằng kia nó à đâu thằng kia nó vẫn hơn chứ thằng kia vẫn được lựa chọn hơn vì tuy 20 phần trăm nhưng mà nó là min uh, min của nó được dành là 20 đô thôi thằng này yêu cầu min tận 25 đô Đã thành thử ra là thằng kia vẫn được đánh giá hơn đâm ra nhiều người vào thằng kia hơn so với thằng này đúng không min thằng kia là 20 đô mà đây con này nó mọi thứ thì nó làm khá là nhanh đây các bạn nhìn này mọi thứ nó rất là nhanh mình có gì được được 1.12 đô rất là thấp chính vì thấp như vậy đâm ra nó sẽ rất là khó để mà sập đây ghi 5 phần trăm ở ngoài ghi 2% Nhưng mà dù 5% hay 2% thì nó vẫn là rất thấp Nên thành thử ra nó không không đáng gì cả à, Không đáng gì cả Thành thử con này ấy, thì nó Con này thì nó thuộc vào hàng có lợi cho nhà đầu tư Hơn là việc câu kéo Câu kéo nó không có không có lợi lắm à, Nhưng mà cái lợi cho nhà đầu tư Thì lại nhiều vì lãi suất của nó tương đối tốt Và hiện tại quét đang gửi tiền rất là ok Mọi thứ rất là ok Còn cảm nghĩ các bạn sao thì có mừng ở phần mô tả bên dưới Thực ra con này đã được chiếm được lòng tin của rất nhiều bạn Chiếm được lòng tin của rất nhiều À, bạn nên thành thử ra là mình có chém gió kiểu gì nó cũng vô nghĩa thôi kể cả mình có nói xấu con quét này là cũng, các bạn cứ đừng chơi đừng chơi đừng chơi thì các bạn ấy vẫn cứ đầu tư các bạn lưu ý là một điều như vậy bởi vì tại sao bởi vì nếu như người hạnh trần đây 1.200 đô thu trọng ôi trời ơi em em làm gì vậy anh sợ em quá cơ rồi ôi em là ai đấy trời ơi ước gì mình quen cô ấy trời ơi cô ấy là ai mình không quen nếu bạn thu trang đang xem clip này tất cả mọi người hãy share clip này cho bạn để mình gắn gửi lời gửi gắm đến bạn thu trang mình muốn làm quen với bạn đấy và mình muốn mời bạn ấy đi, đi cà phê đâm ra tất cả mọi người nếu như mà đang xem clip này có quen bạn thu trang hoặc là không quen thì các bạn cứ share lên mạng xã hội và mình muốn tìm thấy bạn thu trang và mình muốn mời bạn thu trang đi cà phê đâm ra các bạn hãy cố gắng giúp mình Uh, tình yêu của mình nó có được chấp cánh hay không nó phụ thuộc vào cái nút xe mình để xe uh, clip này các bạn có xe giúp mình hay không thì uh, mình muốn gặp bạn thu trang nên xin anh em hãy xe video này để cho uh, cho bạn thu trang biết là mình muốn gặp bạn thu trang nhé link bạn thu trang có thể liên hệ với mình theo link ở phần mô tả của clip này. ôi cảm ơn tất cả các bạn